điện tử đóng hoa chuyên ngày hương xin gửi lời chào đến toàn thể các bác và anh em, và tiếp tục một video clip nữa lên test giới thiệu đến các anh em một cặp loa bãi Mỹ PV full kép 40 sử dụng từ 2100, cặp loa PV sản xuất tại Mỹ với mô đen SP4T nhiều bác nhá. Đây một cặp loa full kép 40 đấy, từ 2100 một tép kèn, loa tình trạng đẹp nguyên zin nguyên bản các bác nhá, một cặp loa mỹ chế PV SP4C, hay đẹp vẩy rất là hay, chỉ tách lách cách lời ca karaoke cực sáng và bay, giải bát xuống sâu mềm chắc uy lực. Vâng, loa tình trạng đẹp phải nói là thiếu thủ xốp các bác nhá, với cặp loa SP4TI, hay đẹp báu cạnh zin nguyên bản từ A đến Z. Vâng, thông số trước của model này thiết kế chiều cao khoảng 1m3, bề ngang là khoảng trên 50, đấy, sâu 48cm, đấy, thiết kế hai quả tép tay voi các bác này, đấy, tép sử dụng từ 14 côn 51 các bác nhá, đấy, chơi karaoke nghe nhạc chất hết điểm này, đấy, bát cũng rất sâu mềm. Đấy, loa đẹp lắm các bác này, đấy, cùng có bọc lì, đấy, đẹp cáu cành cho một cặp loa Mỹ xịn PV SP4TI, hàng Mỹ xịn Made in USA, đấy, công suất 700W các bác nhá, trở kháng 4 ohm, đấy, thiết kế hỗ trợ 4 khẩu jack kết nối 6 ly, các bác có thể đánh giải cao, giải tép, giải thấp, giải bát, đấy. Loa nguyên zin nguyên bản đẹp thiếu thùng xốp với cặp loa PV Mỹ xịn SP4TI các bác nhá. Thì với cặp loa này đang có giá đầu tư rất hợp lý 28. Và mọi nhu cầu mua sắm các anh em liên hệ theo hai số điện thoại 0974637646 và 0918249265. Và địa chỉ bên em tại thị trấn Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Vâng, chỉ với 28 triệu đồng các anh em sở hữu ngay một cặp loa Mỹ tế PV full kép 40. Vùng cao nguyên đất đỏ, trời lạnh với sương mù. Anh chơi vũ trường sân vườn phòng trà quán bar, anh em nên làm thường xuyên không gian ra đây. Quát ghép với không gian từ 4-50 vuông trở lên. Đấy, chất hết điểm các bác nhá. Gặp anh trong phút này là mừng trong phút này, khi chim chắc còn gây thêm máu lửa thì mong ước xin trả hết cho đời, quê hương này còn mãi mãi người, khi đôi chân vẫn chưa mòn trên núi sương sương lạnh